Chiều ngày 29 tháng 11, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 11 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, chỉ huy một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Báo cáo tại hội nghị khẳng định, tháng 11 năm 2023, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, báo cáo lãnh đạo Đảng nhà nước kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, chỉ đạo các đơn vị toàn quân tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm nội dung chương trình kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, tháng 12 có nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ huy các cơ quan đơn vị chỉ đạo sâu sát, cụ thể, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung chỉ đạo toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới đất liền, trên không, trên biển, tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới về một số hạn chế được nêu trong báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị. Theo đồng chí Tổng tham mưu trưởng, nguyên nhân chủ yếu do chỉ huy một số cơ quan đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo kiểm tra, công tác giải quyết tư tưởng, phòng ngừa vi phạm của chỉ huy các cấp ở một số đơn vị chưa chủ động, ý thức chấp hành kỷ luật pháp luật của số ít cán bộ chiến sĩ còn hạn chế thượng tướng nguyễn tân cương yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị phải kịp thời đề ra các biện pháp triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra chú ý tập trung quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ quân số vũ khí trang bị bí mật nhà nước bí mật quân sự duy trì nghiêm kỷ luật đối với quân nhân tăng cường tuần tra canh gác bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị kho tàng